Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều nhiều không? Hừm hừm không? Dạ khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi ngon lành thôi. Chết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá. Linh, nhờ ăn hay nhờ mời bên kia? Dạ có thể là Linh dùng thử. À bên kia. Em có thích động vật không? Dạ có. Em rất là thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó, anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có hai con. Người yêu không có nhưng chó anh có hai con. Nam ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Con tên là Huỳnh Như. Năm nay con 21 tuổi, con quê con ở Bến Tre. Con sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang kinh doanh tại công ty Sanvion Hàn Quốc. Con làm quần mấy Quỳnh Như? Dạ con làm ở Bình Thạnh chú. Bình Thạnh, dạ. Rồi mời nhà trai. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và chào khán giả và chào Quỳnh Như. Chào em. Xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Quý, năm nay 31 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Nghề nghiệp là kinh doanh tự do. Bây giờ đàn gái cho nhà trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của con là con tự lập sớm, con hòa đồng, cởi mở, vui vẻ với mọi người, con biết nấu ăn, con biết kiếm tiền. Kiếm tiền là quan trọng đó con. Cô hỏi thiệt con nè, con dạ. Kiếm tiền bây giờ là cái thu nhập của con tự nuôi bản thân được chưa? Dạ con tự nuôi bản thân và con mỗi hàng tháng con có chu cấp về cho gia đình của con nữa. Trời giỏi, 21 tuổi giỏi. Sao con giỏi dữ vậy? Cô bây giờ cô chưa được nhận tiền chu cấp của con cô nữa nè. Một tháng gửi về cho ba mẹ được chút đỉnh nhiều nhiều không? Hừm hừm không? Dạ khoảng 15 đến 20 triệu. Trời ơi ngon lành thôi. Chết rồi, tôi ngưỡng mộ nó quá à Linh. Một con bé xinh xắn, giỏi giang, hiếu thảo như thế này. Ê, lý do gì mà con lại có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nữa cô nghe coi. Tại vì con muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Con thích những người chững chạc, tâm lý một chút xíu. Nhưng mà ở tuổi con thì khi ra ngoài con chỉ gặp được những bạn cỡ đồng trang lứa với con thôi. Nhưng mà những bạn đó thì suy nghĩ chưa có bằng con. Cho nên là con không có thích được. Con có thích? Dạ. Và con tin tưởng chương trình sẽ tìm cho con được một cái người đúng như là con mong muốn đúng không? Dạ. Bên đó nói giới thiệu một chút xíu về bản thân đi. Em thì có một số ưu điểm, cũng đi kèm là một số cái nhược điểm. Ưu điểm hiền, rất là chịu khó, lắng nghe, rất là hay chiều bạn gái. Và một cái ưu điểm nữa là do em sống có một mình nên nấu ăn rất là ngon. Và hôm nay tối qua em có làm một cái ổ bánh nướng. Em có thể nhờ anh Quyền Linh. Nhờ ăn hay nhờ mời bên kia? Dạ có thể là anh Linh dùng thử. Bên kia. Nói dạ. Nghe là mời có bên đó mà không mời bên đây á là mệt mỏi đó nghe. Dạ có. Có cắt sẵn. Trời ơi cái gì, bình tĩnh đi. Nhà gái làm trước đi. Hôm nay tôi chạnh lắm á, bên nhà gái tôi bên đây là vô địch. Trời ơi xinh quá vậy trời. Ông nịnh nọt tôi đi đặng mà tôi còn ấy nha. Ăn bánh đi nhà gái coi sao. Chị đưa cho Quỳnh Như nghe. Chị thay mặt em đây. Đúng rồi. Con thử đi con. Dạ con cảm ơn cô. Cắn thử miếng coi. Rồi cô Hồng Vân thử miếng coi nào. Ngon lắm. Nghe cái hương vị là thấy ngon rồi. Tuyệt vời. Chưa thấy bánh nào nó ngon mà như bánh này. Ông ăn chưa? Chưa. Ông ăn một miếng đi đã rồi nói chuyện với tôi. Ông ăn đi. Ừ, ngon lắm, ăn thử đi. Quá thơm, quá béo, quá ngậy. Nói nghe nè, để bên đây đi. Phải để bên đây con ơi, chứ bên ông lấy hết á nghe. Cái này là ảnh tặng cho con, hiểu chưa? Đau lòng. Phải nói là con dễ thương. Dạ, con cảm ơn chú. Con có coi phim Phạm Băng Băng không? Gương mặt con nó không phải là xuất sắc như thế. Nhưng thật sự nó hơi giống mà rất là xinh luôn. Mấy mối tình này. Dạ con cũng có một vài mối tình. Hoài rồi đó hả? Dạ. Mối dài nhất là bao lâu con? Khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Sao chia tay vậy? Tại vì khi mà quen nhau cảm thấy cái tôi của ai cũng lớn quá mà không có ai nhường nhịn ai hết cho nên là dừng lại, quyết định dừng lại. Phải cá tính mạnh quá. Thôi được rồi. Con chỉ có bên đây mới chiều con nổi thôi. Nè, dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, 3 mối tình. 3 rồi hả? Bên dạ. Kia một dài, bên đây 3. Mối đó dài nhất là... một thập niên mà... 3 năm, thì... 3 năm hơn một chút, 3 năm. 3 năm hơn? Dạ. Sao chia tay? Dạ, vì hồi đó còn trẻ, còn trong hoàn cảnh gia đình về vấn đề tiền bạc không có được phù hợp với nhau. Nên cô ấy đi lấy chồng Đài Loan rồi. Trời ơi, thấy thương không? Thôi được rồi, bữa nay gặp nhà gái bên kia rất là dễ thương, xinh xắn nha.
Con đặt vấn đề luôn, con mong muốn cái người bạn trai của con là sao nè? Con không có yêu cầu cao về ngoại hình, ưa nhìn một chút xíu là được. Cao khoảng 1m7 trở lên. Có. Không có hút thuốc, không có gia trưởng. Có. Có luôn. Tâm lý và chiều chuộng con ơi. Rồi biết nấu ăn, biết làm bánh con có thích không? Dạ, dạ thích, con cũng biết thích nấu ăn. Phải thích, trời ơi, chồng mà biết nấu ăn ha, biết chiều mình ha, mà nấu cho mình là số 1. Tìm không có có dễ đâu, con hiểu chưa? Dạ. Rồi bên đây có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em chỉ muốn người bạn gái của em, cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Tại vì nãy ông lòi ra người ta giống Phạm Băng Băng rồi, giờ còn mong cái gì nữa. Ông Linh thiệt tình á. Tôi thấy đẹp quá tôi nói luôn. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với lại chị, với lại đồng nghiệp của con. Con gửi lại lời chào với chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Thực sự mà nói á, thì những cái mà bạn Quỳnh Như có thì con nghĩ là bạn trai nào cũng sẽ thích. Nhưng mà đương nhiên là cũng sẽ có một số ưu điểm hoặc là một số khuyết điểm mà phải cần tìm hiểu với nhau lâu dài thì mới thấu hiểu được. Nhưng mà nhân đây á, em cũng muốn hỏi anh một xíu là anh cảm thấy á, anh là một người đàn ông thật sự thì như thế nào? Đàn ông thật sự theo quan điểm của mình là phải ngoài công việc xã hội ra còn phải biết phụ giúp vợ, phụ giúp gia đình. Ngoài ra thì mình cũng phải có một số cái gì gọi là tươi mới, lãng mạn để cho cuộc sống gia đình nó hạnh phúc hơn. Em cũng mong anh là người đàn ông thật sự mà Quỳnh Như muốn tìm kiếm. Em nghĩ là nếu mà hai người gặp nhau đi rồi sẽ có cái quyết định như thế nào về nhau về sau. Dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với nhóm ế đoàn kết của em. Nhóm ế đoàn kết, trời ơi. Là những người độc thân chơi chung với nhau. Xin chào anh cô Linh và chị Hồng Vân. Chào em gái. Chào các cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Này Nọ. Hôm nay đi với Quý thì có trong cái nhóm là Hành Trình Kết Nối. Một cái group này thì là trên 3.000 người. Thì tụi em đến đây là ủng hộ Quý. Thì hôm nay tới đây thì em thấy bạn gái này thì trên cả tuyệt vời. Nói chung là về tất cả những cái công việc và tính cách cái thứ là về cái ấy là bạn gái này là rất dễ thương. Và trong cái cuộc sống thì bạn cũng biết là chu toàn cho gia đình. Thì cũng qua đây thì anh cũng muốn hai em tạo cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu và tiến tới được cái hạnh phúc lâu dài. Anh xin hết rồi. Cảm ơn em. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Đúng rồi. Mở rào. Anh có chuẩn bị một cái món quà tặng em. Dạ. Em cũng có món quà như vậy nè. Cái này là cái tai nghe. Anh nghĩ là em sẽ là một cô gái năng động và trẻ trung thì sẽ rất là thích âm nhạc. Anh hy vọng là lúc nào mà em nghe nhạc hoặc là cầm lấy nó em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh. Rồi Huy mở cái cũng như ra đi coi tặng gì nè. Cái này là một hộp quà handmade em tự làm. Cái gì vậy Như? Dạ một cái hộp không thôi cô. Nếu như mà có đi sâu hơn thì cái đó nó sẽ lưu giữ kỷ niệm của tụi con. anh chắc chắn sẽ bỏ nhiều đồ vô đây. Con ơi, mấy cái đó là chỉ có bỏ hộp xoàn được thôi. Con, cái hộp nó nhỏ lắm con. Rồi, các bạn về chỗ đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Em cảm nhận gì về anh? Em có cảm giác là anh cũng khá là hiền. Anh thì anh thấy quả thật anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân tuyệt vời. Quá đẹp trời đẹp gái luôn. Cảm ơn anh. Nhưng mà thật sự là anh rất là nhát gái. Thiệt. Anh có thể đứng trước nhân viên mấy chục người, mấy trăm người anh vẫn có thể anh nói được. Nhưng mà tự nhiên người đẹp tự nhiên thấy nó yếu lòng. Em ở Bình Thạnh hả? Dạ em ở Bình Thạnh. Không sao, anh ở Bình Tân nó cũng xa nhưng mà khoảng cách nó không là vấn đề đối với anh. Không, nó cũng bình thôi, không có xa đâu. Cũng như là tuổi tác anh cũng hy vọng là nó cũng không là vấn đề với anh. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của hai đứa mình nó như thế nào. Dạ. Nó tiến tới đâu. Dạ. Anh rất hy vọng vào cái lần gặp mặt lần này. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em thì em thích một người con gái 50% của công việc và 50% của gia đình. Rồi anh lại cũng muốn là em là chính em thôi. Anh khai thật luôn. Tại vì anh ở có một mình à.
Dạ. Nên nhà cửa dọn dẹp nó hơi bệ bộn. Cái đó có gì nếu em không ưng thì anh sửa sao. em đừng giận anh cái vụ đó, cái đó dạ. Tội nghiệp anh. Dạ. Em có thích động vật không? Dạ có. Em rất là thích chó mèo. Chó hả? Dạ. Đúng rồi đó, anh cũng vậy đó. Anh người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Người yêu không có nhưng chó anh có 2 con. Còn em thì sao? Dạ do em ở chung cư á cho nên là em không có nuôi được thú cưng, nhưng mà ở dưới quê thì ba mẹ em có nuôi nhiều. Em có muốn hay là em có hy vọng anh như thế nào không, để anh có gì anh sẽ cố gắng? Hy vọng thì em chỉ là hy vọng một người đàn ông tâm lý nè, hiểu ý bạn gái và chiều bạn gái thôi. Lại nếu như mà có vấn đề là có tiến xa hơn nữa thì em sẽ không phải là tiếp người phụ nữ hy sinh lùi về sau để mà làm nội trợ, thì em không làm được việc đó. Tại vì sở thích của em là em rất là thích kinh doanh, em rất là thích kiếm tiền. Cho nên là em sẽ không làm một người phụ nữ của gia đình được. Nếu em không làm một người phụ nữ của gia đình được thì để 50 cái với gia đình đó thì để cho anh. Tại vì công việc của anh nó không có vô một cái khuôn khổ nào hết. Dạ. Anh có thể đi làm sáng, sớm, tối hay là tối hay là chiều tối anh có thể về. Em không có thời gian để em nấu nướng thì công việc đó thôi cứ để cho anh làm. Em cứ về, em cứ hoàn thành cái công việc của mình rồi em cứ về đó thì để anh phục vụ cho. Em dự định khoảng chừng nào thì em có thể lập gia đình? Lập gia đình thì em nghĩ là đến khi nào mà em có thể lo được cho con em ở môi trường tốt nhất thì rồi. Em sẽ lập gia đình. Chắc nói 9 năm nữa quá. Không sao, cái vấn đề đó thì đồng ý thôi. Tại vì em cũng còn trẻ mà. Dạ. Còn về cá nhân anh thì anh đầy đủ hết rồi. Anh có thể ngay bây giờ và thậm chí là 1 năm, nhưng mà đừng có lâu quá. Anh không thích 2, 3, 4 năm gì, nó dài, nó mất hết cái tuổi thanh xuân của em đi. Dạ. Tầm 1 năm là vừa. Dạ. Rồi quản lý kinh tế thế nào nữa về kinh tế thì tất nhiên thì mình làm thì phải đưa cho vợ rồi. Tất nhiên là anh sẽ không có một cái quỹ đen, nhưng mà anh hy vọng là anh được một cái quỹ hồng. Dạ. Em có hiểu quỹ hồng của anh không? Dạ hiểu. Ok, vậy tốt rồi. Tao giải thích đi cho người ta hiểu, tôi còn không hiểu. Quỹ hồng là cái gì đó? Quỹ đen có nghĩa là mình sẽ dùng những cái tiền đó để mình làm những cái gì đó nó không có tốt đẹp, nó không có vui vẻ. Còn cái quỹ hồng này là tượng trưng cho cái sự là bình đẳng. Mỗi người đều có một cái đồng tiền ra vô. Tuy là cái lương đó anh sẽ đưa cho em giữ, nhưng mà ngoài ra anh vẫn có số tiền đó để mà anh tiếp khách em đến tới luôn này nọ, không có phải xin em hay là không có phải cái gì hết. Để xoay sở đó, đúng rồi, không? Dạ. Cái đó là quỹ hồng. Hai đứa đến với nhau nắm tay nhau. Để truyền cảm xúc cho nhau. Mình vừa nói chuyện vừa truyền cảm xúc với nhau. Rồi nhìn nhau có thể hát tặng nhau một bài nào đó. Mình cảm xúc thế nào với người đối diện hồi xưa giờ chưa bao giờ gặp mặt. Em hát được nhưng mà em phải nhờ điện thoại được không anh? Được. Anh hát nha. Dạ. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Từ giờ và sau này gió lạnh, nơi đây mùa đông là ngày ta xung vầy. Con tim hao gầy, tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng minh cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là em thì ai, để anh đưa em về. Là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé, baby. Rồi em nói một câu gì chân thành nhất nói với... Nhìn... Với Phạm Băng Băng Việt Nam đi. Anh chỉ biết... mười mấy năm rồi ế quá trời đất, nay tự nhiên có một cô gái đẹp. Anh hy vọng là em sẽ bấm nút. Rồi trở về ghế ngồi, còn bấm nút hay không là quyền của cô ấy. Chuẩn bị 1, 2, 3. Hết thời gian. Trời ơi, Huy nó mừng quá muốn xỉu luôn kìa. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay đi nào. Cảm nhận thế nào? Thấy... Dạ nóng trong người. Thấy trái tim mình nó là sao? Dạ đang đập rất là mạnh. Bây giờ bạn trai làm cái thủ tục hôn vào một bên má của bạn gái. Dạ. Em cho phép anh hôn lên đôi má em nha. Dạ. Này, em gái rất là bản lĩnh cá tính đó nha.
Rồi bây giờ thì mời em trai giới thiệu về mình. Em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Cao Cường, quê ở Nam Định. Hiện tại thì em đang sống ở Dĩ An, Bình Dương. Công việc của em là tài xế. Em năm nay 31 tuổi. Cường 31 tuổi làm tài xế ở Dĩ An, Bình Dương. Mời nhà gái. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Lê Thanh Tâm ạ. Năm nay em 33 tuổi. Em đến từ quê hương Bảy Đoan Hùng, Phú Thọ ạ. Rồi mình làm việc ở đâu? Em đang làm việc ở Thuận An, Bình Dương ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Em làm ở Thuận An, em ở chỗ nào Thuận An em? Em ở khu V-Ship 1 đó anh. Vậy cũng gần anh ở ngay gần chỗ ngã tư 50 á. Dạ em biết ạ. Bên dưới vòng xoắn phố. Trời ơi, cũng ở sát bên nhau. Mình giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em trai. Ưu điểm của em là chịu khó này, thật thà và nhiệt tình với bạn bè. Không nhiệt tình với bạn bè quá. Đôi khi bạn bè hay lợi dụng. Sở trường em là thích nấu ăn cũng ngon. Tốt. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì em không hút thuốc, hơi nhút nhát chút. Rồi bên mình nói nè, ưu điểm của mình là gì, khuyết điểm mình là gì nè? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình ạ. Em cũng có tính tự lập ạ. Tuy là con gái nhưng mà lại thích chơi những cái môn của con trai á, như đá bóng, bóng chuyền hoặc cầu lông. Vậy đó hả? Thể thao tốt mà. Vâng. Em có nhược điểm gì không? Nhược điểm của em là không được, không nói được dịu dàng cho lắm. Dạ, tính cũng hơi lanh chanh á. Anh thấy em cá tính mà. Thấy người khác mà ví dụ như bị mẹ nói nặng hay bắt nạt gì đó, em hay đứng ra cãi hộ ấy. Cái đấy có thể hỗ trợ đấy. Người ta hay gọi là lanh chanh. Cá tính quá hả? Và nấu ăn thì cũng không được ngon lắm, chỉ nấu được bữa cơm gia đình nhỏ nhỏ thôi ạ. Nấu ăn thì đã có anh chị rồi, từ từ sẽ học được. Cường có mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình, chia tay gần đây nhất khoảng hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm, tại sao chia tay Cường? Tại vì thời đấy là em đang chạy xe, em với lại công việc của em hay phải đi đường dài nhiều, ít có thời gian. Thứ hai là thời gian quen nhau thì cũng không được lâu. Bây giờ có thời gian để... Thì bây giờ hiện tại thì em đang làm đây thì thời gian rảnh nhiều, em làm giờ hành chính không ạ? Em lái xe gì? Em lái xe tải cẩu. Còn mình mấy mối tình rồi Cưng? Em thì cũng có một vài mối tình nhưng mà chỉ lai rai thôi, chỉ được mấy tháng thôi, không được lâu ạ. Lai rai thôi, mối tình vài mối tình lai rai thôi nhá. Mối tình mà làm như nhậu, lai rai. Nhưng mà lý do tại sao mình... Thời gian thì không thấy hợp tính á. Vậy thì bây giờ chị hỏi nè, em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào thì mới hợp với tính của mình? Trước hết là phải cao trên 1m65 ạ. Cao tại em thấp nên em muốn cao để sau này lai tạo giống á. Thôi rồi. Lai tạo giống rồi. Lai tạo giống nữa. Đâu, cái đó là mong muốn đúng mà, mong muốn đúng mà. Không đen quá như anh Quyền Linh là được ạ. Ôi Quyền Linh là đen lắm đấy em ạ. Không thế là được rồi ạ. Anh thế là được rồi. Đen lắm. Anh không hút thuốc được ạ. Em hút thuốc không? Anh thì hút thuốc thì anh bỏ mấy năm nay rồi. Em cao mét nhiêu vậy? Cao mét 7. Úi giời, cao mét 7 cơ, cao lắm. Đừng có mập quá. Úi yên tâm, trời ơi, có hết luôn á. Có hỏi không? Thế em... Cái đề tài này nó tế nhị quá, nhưng mà yên tâm là bạn này không hỏi nha. Dạ, đại em hỏi thì cũng không sao ạ. Được, câu này được. Ôi, cảm ơn em nha. Hay, coi em gái coi. Cảm ơn em. Hỏi cũng được đúng không? Vâng. Hỏi dễ thương mà. Tốt là con người tốt là được ạ. Đúng rồi. Hỏi thì hỏi miễn con người tốt là được. Dạ. Quan điểm này anh khoái nè. Dạ. Nãy anh nghe em nói dù hỏi anh bực mình, anh muốn qua rồi đó. Không ạ. Anh Linh cứ nghĩ là anh hỏi mà rõ ràng ở tuổi này mà cái tóc như vậy là nhiều, không có bị hỏi một tí nào cả. Như anh Linh như này là quá đẹp rồi ạ. Quá đẹp. Dạ. Đấy, da thì da bánh mật, quá đẹp. Dạ. Là ao ước của nhiều người. Vì anh xô đẹp. Đi hôm nay có 10 ngày. Ngoài nắng nó đen vậy thôi, chứ thường nó cũng không có đen đến mức vậy ha. Con trai đen mà đen giòn đẹp ạ. Đen giòn đẹp ha. Dạ. Được, tốt. Cái gái này dễ thương quá nha. Quá dễ thương, quá duyên dáng như vậy là. Lai rai vài mối tình là được ha. Bạn này bên đây là tới 90% theo cái yêu cầu của bạn này. Đẹp trai nha. Dạ. Đẹp trai đấy. Vấn đề là bây giờ bên đây nè. Ừ. Bên đây người ta yêu cầu như thế nào nè. Bây giờ em yêu cầu nhà gái bên chị sao nè. Để chị trả lời luôn cho em biết nè. Em thì yêu cầu thì bạn nữ chịu khó lo làm là được rồi. Lo làm việc xã hội hay là lo làm việc nhà? Việc xã hội cũng như việc nhà, làm kinh tế mình không cần tiền nhiều tiền ít. Đã mình em có thể lo được. Hay quá. Miễn sao bạn ấy phải có việc làm. Có việc làm. Hay. Lễ phép là được rồi. Vậy thôi, yêu cầu của em thì đơn giản. Vậy thì dễ. Đơn giản thế thôi. Thế thôi, hỏi ý kiến gia đình. Đúng rồi. Để xem người thân có ý kiến sao. Đúng rồi đó. Em đi với ai vậy? Em đi mấy chú. Chào anh Quyền Linh, chào chị. Dạ. Rồi, chào anh. Chào bên nhà gái. Tôi là Đinh Văn Phương, là chú ở trong Cường. Bố mẹ cháu thì ở ngoài quê, còn ở trong này thì cũng gần các chú, thì chú họ thì cũng giống như chú ruột tôi.
có công việc gì thì cũng sum tụng để chia sẻ. Xa cha thì có chú ở gần mà. Cháu Cường nhà chú thì cũng ngoan hiền và chịu khó, ít chơi bời, và cũng có thể ít chơi bời quá, thành ra là bây giờ mới chưa có gia đình. Bạn gái thì cũng đạt cái yêu cầu mà đang cháu cũng đang mong muốn. Được. Được, chú thấy được. Chú thấy được là được rồi. Cảm ơn chú. Mong là cháu bấm nút. Này, rồi. Chú nhắn nhủ rồi đó. Còn em đi với ai vậy? Em đi với anh trai và một số bạn bè ạ. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Tôi là Lê Xuân Vương, là anh trai của bạn Tâm. Qua tiếp xúc và cách nói chuyện của bạn Nam ở bên này thì tôi thấy đánh giá là bạn là cũng là một người là tương đối chín chắn rồi, cũng chững chạc, lịch sự. Thì bạn cho mình hỏi là bạn đã làm tài xế được lâu chưa? Em làm được 8 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Bạn hiện tại đang ở cùng với một mình hay là cùng với bạn hay cả? Hiện tại thì em đang ở một mình, em ở trọ. Đã tự lập, đã ở trọ một mình. Đúng thì rồi. Chắc cũng lo tốt được cho gia đình. Hy vọng là các bạn sẽ tạo cho nhau một cơ hội tốt hơn nữa để cái nợ nó đến với nhau. Có thể là tôi sẽ được làm anh của bạn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Thôi, thế chúng ta mở rào nha anh rồi, Chui mở ơi. Mở rào. Rồi. Mở rào nào. Có bó hoa tặng em. Bó hoa này là không phải bó hoa tươi mà là hoa vĩnh cửu. Em có thể là lưu giữ làm kỷ niệm được mãi mãi. Em sẽ có quà tặng anh ạ. Đây là cây phong thủy. Em hy vọng nó sẽ mang lại may mắn cho anh. Em nghĩ gì khi anh nghề nghiệp là tài xế? Nghề nào cũng là nghề mà anh cốt là công việc làm đồng hành chính đáng là không sao. Anh gặp em thì thấy thế nào ạ? Còn đúng với tiêu chuẩn của anh không? 80-90%. Em thấy anh đen. Tài xế mà ra như này là đẹp rồi ạ. Anh làm thì có thời gian được nghỉ nhiều không anh? Thì hầu như là anh làm thế cũng là giờ chính thôi. Còn một tháng có thể là một hai buổi là anh phải đi giao hàng buổi đêm. Tại vì đường thành phố nó cấm. Thứ bảy chủ nhật có được nghỉ không anh? Không, anh nghỉ chủ nhật thôi. Thứ bảy thì vẫn làm được. Em thì cũng nghỉ chủ nhật thôi ạ. Nếu mà sau này ví dụ trên tiến xa thì về kinh tế thì ai quản anh? Cái đấy thì đương nhiên cái giờ thì anh cũng đang mong muốn có người để giữ hộ ngân khố. Chứ một thân mình thì cũng hay tiêu pha lung tung, rồi bạn bè này cũng nhiệt tình quá thì mượn cho mượn hết, chơi bạn thì hết lòng, bạn chơi mình hết hồn. Anh có phải là người hay ghen không? Ghen thì có một chút ghen. Tại tính em hoạt động nên em hay thích chơi với nhiều bạn trai. Nói chuyện cái giọng tình cảm lên giùm tôi cái được không? Giống như là điều tra xét hỏi về cô gái. Anh có thể tặng em bài hát không? Dạ. Rồi đứng lên nắm tay bạn gái hát đi nào. Anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Em muốn xin hát vài câu trong bài Biển Tình ạ. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi. Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Thế thôi ạ. Là đắm say tình mới thôi là đủ rồi đó. Dạ. Đó. Cái này là thay lời muốn nói đó nha em. Dạ, em nghĩ gì về anh? Em thấy anh cũng là người chân thật. Tình cảm của mình ấy thì em khi nào thì em có thể tiến tới hôn nhân? Em thì tùy vào tình cảm vậy thôi, nhưng mà sau cho thì mình đến xa thì mình thấy lúc nào thì mình có thể lúc đấy ạ. Anh thì có thể là 6 tháng hoặc là sang năm sau hoặc là 1 năm. Quan điểm thì con cái, con trai, con gái. Em thích, thích con trai, nhau. Gái. Em thì con nào cũng được, trời cho con nào thì mình hưởng con đó. Có con là tốt rồi. Đúng ạ. Anh thì thích mấy đứa? Anh thì 1 hay 2 thôi. Em thích 3. Nhà đông con bé vui mà anh. Thì cũng được thôi. Thì anh thì cháu rất nhiều lắm, đông lắm, cũng vui. Nhà thì đông cháu lắm. Em muốn sau này ở đâu? Em thì ở đâu cũng được, cốt ở đâu phát triển được là được ạ.
Em làm dâu có làm dâu em có. Dạ em không sao, em thích làm dâu ạ. Vì tốt rồi, thích làm dâu thôi. Em hỏi vậy thôi chứ còn nếu mà anh cũng thích ở trong này, phát triển cuộc sống trong này, sau này tương lai thì sẽ chắc chắn là sẽ ở trong này. Em thì lấy chồng đi đâu theo đấy ạ. Dạ. Rồi, chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Này nói chuyện với nhau cứ như họp chi bộ ấy. Rồi ạ. Đây, xích vào đây. Đúng rồi, từ từ tìm hiểu sau. Nào. Đấy, anh bảo rồi, anh có lệnh truyền rồi, cứ bấm đã rồi tìm hiểu sao. Sau và tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định xem bấm hay không bấm. Chưa đếm bấm rồi. 1, 2, 3. Đấy, bấm luôn rồi. Nào, nắm tay nhau đi. Đó. Em xin phép anh được quen em gái của em, phải có anh để em hứa sẽ chăm lo cho em, nếu mà tình cảm của mỗi ngày đi lên, một đi lên. Anh hy vọng là các em sẽ cố gắng tiến xa tình cảm hơn nữa. Đấy, còn đây, đây nói chuyện với chú. Chào chú ạ. À, dạ nếu mà sau này chú con có tiến xa hơn thì con hứa sẽ hiếu thảo với gia đình anh đấy ạ, chăm sóc của gia đình tốt ạ. Rồi, tốt. Rồi. Bây giờ chúng ta làm cái thủ tục không thể nào mà không làm được, đó là hôn vào gò má của bạn ấy nào. Nào hai đồng chí. Xin phép anh toàn thể. Sau khi họp chúng tôi. Rồi. Hôn chứ mà khổ gì. Hôn tao ôm tay đàng hoàng coi sao mày hôn mà khổ thế. Nó vẫn khổ mà lại khổ thế. Vẫn khổ. Đâu nào, ôm sát bên nào để cái tay nó đẹp. Mấy nữa về tập luyện sau ạ. Không, hấu luyện rồi, hôn cho nó thoải mái nào. Làm lại coi đừng có khổ nào. Nào đây này, thẳng thớm lên nào. Tinh lực tư thế cứ như cầm vô lăng ấy. Này, rồi. Đấy. Đây. Gì đâu mà hôn mà. Khổ quá trời luôn. Tên là Phạm Thị Thanh Hiền. Năm nay con 23 tuổi và hiện tại con đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại con đang là nhân viên văn phòng tại một công ty xuất nhập khẩu logistics ạ. Ở quận mấy? Dạ hiện tại con đang ở Hóc Môn ạ. Hóc Môn, rồi. Dạ. Hiền là quê ở đâu? Dạ, quê con sinh ra ở Bình Dương ạ. Mời bạn trai. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hiền Vân. Em tên là Trình Đình Cường. Em sinh năm 1995, năm nay 26 tuổi. Làm kỹ sư điện lạnh cho công ty Nhật ở quận 1. Công ty chuyên thi công các nhà xưởng của Nhật. Làm việc tại ba tỉnh Bình Dương, Sài Gòn và Đồng Nai. Em quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Nói về ưu khuyết điểm của mình đi Hiền. Dạ, về ưu điểm của con là con rất là hòa đồng, vui vẻ và hoạt bát trong mọi công việc. Và con luôn cố gắng giúp cho mọi người xung quanh vui vẻ với và giúp mọi người cười thật nhiều, tại vì con cũng lan tỏa cái dạ, cái năng lượng là cái sự tích cực. Dạ, đối đúng với rồi. Mọi người ha. Dạ. Dạ, xin con có yếu điểm gì không? Yếu điểm của con là con rất là nản chí, hay quên. Dạ, rất là con hay quên lắm. Gần nhất của con là con quên điện thoại ở công ty và con không hề nhớ, con phải nhờ một chị trong công ty gần đó. Con không có nhớ là con quên ở công ty luôn. Dạ đúng rồi. Xong rồi con cũng nhờ cho nó kiếm hộ thôi. Xong rồi với lại con cũng khi mà con rất là hay nói nhanh. Con sợ người ta không bắt kịp được cái nhịp nói của con. Vì vậy ạ. Dạ, xin hết ạ. Rồi, mời bạn Nam. Trước tiên là em xin nói về ưu điểm của em. Em không hút thuốc, cũng không hút thuốc gì cả, cũng không chơi game gì luôn. Nếu mà trong cái lúc mà công việc bị stress nhiều quá hoặc là một áp lực nào đó thì em chỉ thích chiếm hoa quả, chơi trò chiếm hoa quả hoặc là bán gà thôi. Còn ngoài ra thì không hút thuốc, cũng có nhạo nhẹt nhưng mà chỉ nằm trong mức là chỉ giao lưu với bạn bè và đồng nghiệp công ty. Em biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ và lắng nghe người khác. Rồi bên cạnh đấy thì cũng biết chơi thể thao, đặc biệt là cầu lông thì chơi cũng khá rất là ok. Ngoài ra thì biết đá bóng. Có tật xấu gì không? Bên cạnh đấy thì cũng có một tật xấu, cái nhược điểm là em hơi nóng tính. Nóng tính. Mình có mấy mối tình rồi? Em thì có 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Mối tình dài nhất là 2 năm ạ. Rồi tại sao chia tay? Cái mối tình đầu tiên là lúc học cấp 3. Học cấp 3 thì lúc đấy là đang lớp 12. Thì em thi đậu đại học
Còn bạn nữ thì đi Bắc Ninh làm. Và sau đấy thì bạn cưới chồng, bây giờ cũng hay quân rồi. Còn mối tình thứ hai là lúc em đang học sinh viên năm 3. Thì quen cô ấy người Khánh Hòa, thì do cái địa lý địa lý xa quá đúng không? Vâng, xa quá nên gia đình em cố gắng ở lại học thạc sĩ ở lại trường Nha Trang dạy. Nhưng mà do cô ấy đi thực tập rồi một số vấn đề khác thì quên người khác. Rồi, mời nhà gái. Hiền là quê ở đâu? Dạ, quê con sinh ra ở Bình Dương ạ. Bình Dương luôn. Dạ. Quê Bình Dương. Con có mấy mối tình rồi? Nếu như mà tính đơn phương là một mối tình thì con có thể có hai ạ. Mối tình đầu tiên của con là vào cấp 3 là con chỉ đơn phương người ta nhưng mà tận 2 năm rưỡi lận. Trời ơi, đơn phương 2 năm rưỡi luôn. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai của con thì nó rất ngắn ngủi. Tụi con tìm hiểu thì cũng tụi con tìm hiểu thì 1 năm nhưng mà khi tiến vào mối quan hệ tìm hiểu sâu hơn thì là tụi con chỉ còn quen nhau được tầm 4 đến 5 tháng thôi. Là chia tay luôn. Thấy không hợp phải không? Dạ không hợp. Thôi giờ mình bỏ qua mấy mối tình cũ đi ha, giờ làm mối tình mới. Rồi chào con gái. Dạ con chào chú. Xinh quá ha. Giờ con còn trẻ, mới 23 tuổi thôi. Dạ. Mình định chừng nào sẽ kết hôn nè? Dạ do là con muốn tập trung cho sự nghiệp và con cũng muốn ở lại người bên kia là vững vàng về sự nghiệp. Cho nên là con muốn tầm tìm hiểu thật kỹ nữa. Cho nên tầm 2 đến 3 năm. 2 năm. Con muốn một mẫu hình lý tưởng về một người chồng tương lai phải như thế nào? Nếu mà con nói về bạn trai lý tưởng của con trước, là bạn trai lý tưởng của con thì con rất là mê anh Đoàn Văn Hậu của cầu thủ bóng đá của Việt Nam mình. Đây đá bóng cũng hay lắm. Ảnh cao bằng thân hình rất là vừa vặn. Và con hy vọng là bạn trai của con làm kiểu như là có chí cầu tiến trong công việc, đó là một điều rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là anh nó hiền và không hút thuốc rượu thì cũng nãy con có nghe anh bên kia nói là anh cũng có uống nhưng mà trong mức cho phép thì cũng được. Cờ bạc thì không cờ bạc luôn. Bên đây chỉ chơi game cá bắn cá này chém trái cây này cái đó ha. Dễ thương lắm. Còn người chồng lý tưởng thì có hiện tại là con thấy là có như là ông Cao Thắng chẳng hạn là một người chồng rất là lý tưởng cho tất cả các chị em phụ nữ. Tại vì yêu thương vợ mà lúc nào cũng bên cạnh vợ khi vợ cần hết trơn. Rồi, để coi mình có bao nhiêu phần trăm trong cái yêu cầu của nhà gái. Em cảm thấy là em đạt đến 80-90%. 80-90% rồi, ha, rồi có xếp đấy. Nhà trai ta cũng đá banh hay lắm mà, cũng giỡn nha. Con muốn nhà trai là cao 1 mét bao nhiêu? Dạ trên 1m7 ạ. Trên 1m7 đúng dạ, không? Dạ con muốn cải thiện chiều cao cho con cái con sau này. Con cao mà, con cao 1m bao nhiêu? Con cao tầm 1m6. Con 1m6 đúng không? Dạ. Coi trên 1m7, chào cưng. Quân chào con, chị Hồng Anh. Thế cưng cao bao nhiêu nào? Dạ em cao 1m65 ạ. 1m65? Dạ. Bên đây 1m6, thôi cũng được, 1m65 cũng được đi. Dạ, cũng được. Rồi, giờ em mong muốn cái người bạn gái hay sao nè? Em luôn luôn đơn giản và muốn bạn gái của mình là đơn giản, biết quan tâm, chia sẻ và lắng nghe em là được rồi. Thấy như mình có thể là làm một cái người chồng giống như ông Cao Thắng được không? Em thì sống rất là tình cảm và nhẹ nhàng, cũng ga lăng vì em là trai kỹ thuật mà, rất là không như là khô khan như là bao nhiêu người nói là trai kỹ thuật là khô khan. Mà em rất là nhẹ nhàng và tình cảm, sống rất là cũng nội tâm và biết về luôn luôn hướng về gia đình, công việc nhưng mà luôn luôn hướng về gia đình. Thì ai cũng vậy, cũng mong đến một cái hạnh phúc của vợ của quần để xây đáp cho gia đình hết. Nên là hình tượng của bạn nữ ông Cao Thắng này em có thể thực hiện được, có thể nuôi ở trên đây nhưng mà cái lúc mà hành động thì chắc chắn là có thể vượt hơn được, ví dụ 80% thì có thể em làm được khoảng 90%. Chưa? Rồi còn bây giờ cái tiêu chuẩn của người yêu của người bạn trai là giống như là cầu thủ Nguyễn Văn Đoàn Văn Hậu thì em thấy em được bao nhiêu phần trăm? Rất là tuyệt vời khi bạn nữ cũng thích chơi thể thao giống em. Em cũng rất là thích xem đá bóng. Từ đội Việt Nam đá cho đến Azo bây giờ. Dù công việc nhưng mà vẫn sắp xếp cho ổn định công việc nhất. Đấy, thì em vẫn luôn sắp xếp thời gian để xem đá bóng Việt Nam này, rồi những trận Azo. Thì nói chung là Đoàn Văn Hậu thì so với Đoàn Văn Hậu á thì em cũng đá bóng cũng rất là nhiều nhưng mà không thể nào mà bằng những cầu thủ quốc gia được vì mỗi người mỗi lĩnh vực khác nhau. Đấy, ví dụ làm cho cuộc sống này mát hơn thì tìm đến kỹ sư Điện Lạnh Cường, còn đi đá bóng hay thì lại tìm đến Đoàn Văn Hậu. Rồi. Em tưởng tượng cái bạn bên đây như thế nào?
Qua cái giọng nói của bạn nữ bên đây thì em tưởng tượng bạn nữ này rất là dễ thương. Vâng, dễ thương và cũng rất là xinh xắn. Rồi. Rồi bây giờ là để em xem tưởng tượng cái rào mà mở ra là em phải nói liền xem là có giống như cái sự tưởng tượng của em hay không nha. Dạ. Nha. Rồi, mở rào. Con quay bánh hả? Mở rào xong con tặng quà. Anh chào. Dạ, hôm nay đến chương trình anh có tặng em một bó hoa. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Quay cái mặt hoa ra ngoài cho đẹp kìa. Trời ơi. Cái cuốn sách gì vậy? Con quá trời đẹp chưa? Anh nghe. Dạ. Dạ, trong một phút và rất là nhanh. Con hy vọng là sau này con chắc chắn anh sẽ cần tới là cuốn sách 100 cách dạy con cho những ông bố và bà mẹ bận rộn. Và con tin chắc là sau này anh sẽ rất là cần thiết tới nó để mà nuôi dạy con của mình. Ok. Đây con bỏ hoa đây. Dạ. Đó, bỏ đây đi. Ngồi nói chuyện đi. Bỏ hoa bự quá. Chín đó hồng nè. Quay mặt nói chuyện đi con. Sửa. Dạ em chào anh. Anh chào em. Hôm nay anh rất là vui mừng khi được lên chương trình này. Anh cũng chờ đợi rất là lâu rồi. Và ở nhà bố mẹ cũng rất là về mỗi đợt Tết về anh cũng áp lực lắm. Về là khi nào cưới vợ và gia đình các cậu mở thương như vậy. Nên là với cái tuổi như anh thì 26-27 á thì anh đủ trưởng thành. Và công việc của anh hiện tại cũng rất là ổn định vì anh đang làm cho công ty Nhật. Đấy, nên là anh làm bên kỹ sư điện lạnh á, nên là anh cũng muốn là xây dựng một cái hạnh phúc ai cũng vậy hết. Rồi cũng phải bước đến một cái hạnh phúc để có một cái mái ấm, anh cũng không muốn lùi thủi một mình nữa. Đấy. Thì về công việc hoặc là tính cách của anh á, anh cũng không hút thuốc này, cũng không chơi game luôn. Anh cũng không cờ bạc rượu chè hay là lăng nhăng gì hết. Đấy, đi làm và về và nấu ăn, đặc biệt anh cũng rất là thích nấu ăn. Rồi sở thích của anh như là đi du lịch này, đi phượt này, đi tà tư này, đi trà sữa ấy, rồi nói chung là đi câu cá này, đi dạo, đi nấu ăn ấy, đi dạo đấy. Thì nói chung là lên đây với cái tưởng tượng của anh thấy em rất là tuyệt vời. Anh thích một người con gái, anh hay nói đùa với anh em công nhân á, thích một người con gái múp như xe cúp. Thì hôm nay như vậy là quá ok với anh. Múp như là xe cúp. Nên là anh, cái điều mong muốn của anh á, nếu mà có cơ hội ra thì anh vẫn luôn luôn có mong em cho anh một cơ hội để lời nói hôm nay của anh nói ở chương trình này để anh thực hiện ở bên ngoài luôn, về cái độ tuổi trưởng thành để chứng minh chứ không phải là lời nói đấy. Thì không biết là bây giờ là em nói là em đang đi học hay là đang đi làm em nhỉ? Dạ hiện tại em đang đi làm. Thế là em làm chỗ nào Bình Dương em? À dạ không, Bình Dương là em sinh ở đó thôi. Còn hiện tại là em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Gia đình em cũng ở đây luôn. À thành phố Hồ Chí Minh ở Hóc Môn đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi. À, hiện tại thì anh đang ở trọ ở Bình Dương. Ừ. Và Hóc Môn với Bình Dương không phải là khoảng cách. Khi mà ví dụ kể cả một ngày thì anh đi làm về công việc vất vả gì đấy, chỉ cần em bảo mình dành thời gian, khi mà mình đã quen nhau rồi thì sẽ luôn luôn dành sắp xếp công việc để dành thời gian cho nhau được. Nên em yên tâm về việc đấy. Và gia đình anh á thì anh thấy Bình Dương, Đồng Nai với Sài Gòn là nơi thích hợp nhất để anh phát triển sự nghiệp. Và anh muốn lập nghiệp tại đây. Và trước giờ anh cũng muốn là mở công ty rồi, mở công ty bán về đồ vật tư điện lạnh đấy em. Đấy, thì anh cũng muốn là lập nghiệp tại Bình Dương và hoặc Đồng Nai. Đấy, hoặc là Sài Gòn thì rất là phát triển. Thứ nhất, miền Bắc á thì nóng thì nóng quá mà lạnh lạnh quá. Đấy, còn ở trong Nam chỉ một mùa. Đấy, cũng giống như là tình yêu sau này anh dành em chỉ là duy nhất thôi. Đấy, thì hy vọng là em gái đã cảm nhận người đối diện với em thế nào? Dạ em thấy anh khá là thẳng thắn ạ. Dạ nói về sơ về phía bên em ạ, là hiện tại là do là em cũng khá là còn trẻ, nhưng mà em không biết là anh có gọi là khoảng bao lâu, anh muốn khoảng bao lâu nữa anh cưới vợ ạ? Cái khoảng mà cưới vợ á, cưới vợ á thì cái thời gian mà để hai người tìm hiểu ạ. Khi đối với anh là một cái con người con trai kỹ thuật, anh hồi nãy anh quên chưa giới thiệu, anh rất là thẳng thắn, vui vẻ và hài hước. Làm ra làm mà chơi ra chơi, anh rất là nghiêm túc trong mọi vấn đề. Đấy, thì chuyện tình cảm vậy, mình phải nghiêm túc và chân thành. Khi hai bên chân thành, không lừa dối nhau gì nữa thì mình sẽ đến kết hôn. Anh vẫn sẽ chờ em được, chờ em để em bảo 2-3 năm em mới kết hôn. Thì mình sẽ tìm hiểu 2-3 năm. Đấy, sau khi mà chúng ta đã hiểu hết về vấn đề cũng như là yêu nhược điểm của nhau. Vì cuộc sống của ai hoàn hảo đâu em. Em có ưu điểm, có nhược điểm. Khi mà mình
anh khi yếu á, anh muốn là không có lúc nào mình cứ giấu cái nhược điểm của mình cứ nói ra với nhau, thoải mái trao đổi với nhau để mình sẽ góp ý cho nhau để phát triển cái ưu điểm mà hạn chế cái nhược điểm lại. Đấy, nên là vấn đề tìm hiểu khi mà ngày hôm nay em bấm nút để trao cho anh cơ hội thì anh bắt đầu cố gắng từ ngày hôm nay. Và khi nào mà em người con gái mà luôn luôn cảm giác khi nào an toàn và thấy hạnh phúc thì lúc đây anh xin được cưới em. Đấy, để em về làm một người vợ anh và làm một người mẹ của con anh. Áp đảo liền đó, bạn trai áp đảo liền luôn. Dạ, cho em hỏi là nếu anh nghĩ sao về một người phụ nữ độc lập ạ? Thế là độc lập hẳn về tài chính và cả về trong cách sống và suy nghĩ luôn ạ? Thế thì quá tuyệt vời em ạ, vì anh cũng là một người rất là ham đọc sách và anh hay đọc sách của những người mà triệu phú với tỷ phú ấy. Đấy, những người đấy là người ta thành công rồi, nên là từ nhỏ đến giờ anh cũng rất là độc lập vì gia đình anh là làm nông mà, gia đình nông thôn á, nên là anh khi bước ra là bước ra đời anh cũng rất là độc lập về tất cả vì mình hiểu được hoàn cảnh bố mẹ mình. Nên là rất là quý những người mà muốn độc lập như vậy, muốn độc lập để cố gắng lên vậy với cái những cái xã hội như bây giờ. Thì nếu mà em là một người độc lập như vậy thì quá tốt với anh rồi. Đấy, thì xây dựng một cái gia đình là sau này quá tuyệt vời rồi. Cho em hỏi là gia đình anh có kiêng kỵ về con gái tuổi Dần không ạ? Tại vì hiện tại em tuổi Dần, đa số người ta thường nói là con gái tuổi Dần nó không được, nó hơi bị cao số á. Thế này không? Đối với anh á và gia đình á, khi anh đã chọn người con gái anh thương thì bố mẹ sẽ đồng ý. Vì sao? Vì người vợ đấy sẽ đi với mình suốt cuộc đời còn lại. Bố mẹ chỉ tạo điều kiện hết sức cho mình thôi, còn lại là người bạn đời của mình ở đây lại quãng đường còn lại, nên bố mẹ anh không có kiêng về cái vấn đề đấy. Chủ yếu là hai đứa trong quá trình tìm hiểu là tìm hiểu kỹ nhá, kỹ về nhau. Đấy, ví dụ anh có tật xấu, anh hơi nóng tính xíu trong cái lúc đấy thôi, anh không có đánh đập hay là chửi hay gì hết, mà anh chỉ nóng tính anh nuối cho qua vậy thôi. Đấy, thì cái vấn đề tuổi tác đấy em không có quan trọng. Đấy, không quan trọng về tuổi tác các bạn, quan trọng là mình có hợp hay không, mà muốn hợp thì phải cố gắng từ anh và em, chứ đừng có bảo thằng nào mà tán gái mà bảo mới gặp mà bảo anh hợp với em là sai. Vì sao? Không có ai sinh ra trên đời này hợp nhau hết em. Rồi, hỏi ngược định lại. Và nói chung là em thích một người bạn trai như thế nào? Em khá là thoải mái, cho nên là miễn sao người đó luôn thành thật, chân thành với em là được. Em cũng không có ngại kiểu người đó ở xa hay ở gần, nhưng mà miễn sao người đó không thông cảm và thấu hiểu cho em là được. Và kiểu như là, cho em hỏi luôn, anh có hay ghen không anh? Ghen tuông kiểu như là em, ví dụ như em đi lâu quá xong mà anh nghĩ là em sẽ đang đi với một người chàng trai nào đó, hoặc là em đang đi với một người bạn, nhưng mà thực tế là em vẫn có kể cho anh về trước đó rồi, xong nhưng mà anh cũng kiểu như là anh suy diễn hay... suy diễn á. Dạ đúng rồi, tự bản thân mình suy diễn quá nhiều á, xong rồi diễn ra là việc ghen tuông á. Anh ấy, trong tình yêu á thì luôn luôn phải có ghen thì mới yêu được, nhưng mà phải đúng lúc đúng chỗ. Đối với anh là như vậy, khi em có công việc hay có gì đấy thì em đi. Thì chờ, ví dụ em đi công việc hay là trong công việc em cũng phải có bạn bè của em đấy chứ, thì anh luôn luôn tôn trọng cái điều đấy. Nghĩa là không đi quá giới hạn. Ví dụ em đi chơi với một bạn trai nào đấy, ở một cái khoảng riêng tư của hai người, thì chắc chắn là điều đấy anh phải ghiền rồi. Còn nếu em đi với đồng nghiệp hay là đi đi du lịch với công ty cái thứ thì không thể nào anh ghiền được, vì ai cũng có mối quan hệ hết rồi. Thế cho anh hỏi luôn là cái tính chất công việc của anh á. Anh làm công ty Nhật thì nó luôn có tiến độ. Thì nhiều lúc á thì anh làm á thì cũng có thời gian tăng ca, ví dụ 8-9 giờ anh mới về được. Đấy, nên là anh cũng luôn luôn muốn một người con gái. Trước giờ thì chỉ có mẹ anh thôi, một người mẹ rất là tuyệt vời. Và sau này là sẽ là vợ của anh, người mà tiếp theo sẽ là vợ anh, sẽ quan tâm anh á. Thì anh cũng mong rằng là lúc mà thời gian mà tiến độ nó gấp á, người Nhật người ta rất là uy tín, người ta thời gian đó là phải bàn giao. Đấy. Mình cũng vậy mà, muốn làm to, muốn hài lòng người khác, khách hàng mình phải cố gắng thôi. Thì 8-9 giờ mới về. Thì cái khoảng thời gian ví dụ tăng ca một tuần tiết ca liên tục vậy á, 8-9 giờ mới về. Thì cái lúc mà anh làm việc vậy á thì em có không cũng luôn sẽ dành thời gian cho em, dù là về muộn hay trễ nhưng mà mình vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện á. Cái câu mà suy nghĩ của anh là gặp nhau ít cũng được, miễn đừng có người thứ ba là được, đối với anh như vậy. Còn nên là em nếu mà thương yêu anh á thì hãy hiểu cho tính chất công việc của anh. Đấy, có những lúc anh 8-9 giờ anh về, rồi những có lúc thì công trường mà anh sắp xếp ổn hết, không vào tiến độ thì anh sẽ 4-5 giờ anh về. Và anh luôn luôn muốn là
dành thời gian 100% cho vợ của người yêu mình, sau này là vợ mình đấy. Rồi thì mong rằng hiểu. Trai còn câu hỏi nào hỏi bạn gái không? À, hiện tại là em đang làm ở Hóc Môn, làm bên lĩnh vực gì em? À, hiện tại em làm ở Tân Bình, em làm ở gần sân bay, là em đang làm về mảng dịch vụ của công ty xuất nhập khẩu ạ. À. Tức là xuất hàng đi không, mà em chỉ làm thủ tục thôi. À, em làm thủ tục rồi. Dạ. Em hỏi bạn gái khoảng bao sau này mình lập gia đình thì em thích làm cái gì, ở đâu? Đó, ở Bình Dương hay là ở Hóc Môn, ví dụ vậy? Dạ, sau này em nói luôn là sau này do là em là con út, do mấy chị em đa số là cưới chồng, em có hai chị và một anh, nhưng mà cưới chồng kiểu như cũng ở trong khu vực miền Nam thôi, nhưng mà do là bố mẹ em cũng thích sự ấm áp á của con cái, đặc biệt con dâu con rể, cho nên là em luôn hy vọng là nếu như mà có thể thì em hy vọng người bạn trai kiểu như là người chồng tương lai của mình có thể gọi là về ở chung với bố mẹ em, nếu có thể. Ở rể đó. Dạ. Là ở rể hay không? Dạ. Thì anh cũng không ngại về cái vấn đề ở rể hay không ở rể, nhưng mà khi mà chúng ta đến được với nhau á thì chúng ta sẽ hòa hợp lại. Ví dụ em làm ở Tân Bình thì anh sẽ cố gắng là hai vợ chồng cố gắng đầu tiên thì chưa cố thì chúng ta có thể ở trọ, xong chúng ta sẽ phân đấu lên mua nhà ấy, rồi để thuận tiện cho cả hai đi làm ấy, đi làm gần nhất, vợ mình đi làm gần nhất, chồng đi làm gần nhất ấy, nên em cứ yên tâm về vấn đề đấy. Còn nếu mà em có ngại về vấn đề làm dâu không? Dạ không ngại về vấn đề làm dâu ạ. À, không ngại về vấn đề làm dâu thì anh cũng không phân biệt là nội hay ngoại gì đấy. Em cứ nói bảo con trai miền Bắc là gia trưởng, anh không hề. Mình phải sống theo hiện đại đấy, phải sống theo hiện đại, những cái gì giữ được mình giữ của ngày xưa ấy. Bạn này á là bạn ấy không ngại vấn đề làm dâu nhưng mà bạn muốn em ở rể đó, giờ nói thẳng là vậy luôn đó. À. Dạ. Tại vì nhà chỉ có mình bạn này thôi, thành ra bạn muốn em ở rể đó, cái ý của bạn là như vậy á. Nếu mà không ở rể thì chúng mình cũng ở lại Sài Gòn, cũng ở cạnh gần với bố mẹ là cũng được đúng không? Ừ, dạ được. À đấy. Thì... Nhưng mà tại vì em do là em rất là em hy vọng là người con trai sẽ là một người ấm áp, tại vì luôn luôn thăm hỏi bố mẹ em. Bố mẹ em cũng là người Bắc và gốc là Bắc, chỉ có mình tụi em là bị sinh ở miền Nam cho nên là bị lai tạp thôi. Cho nên là bố mẹ em rất thích sự ấm áp, thích sự thích đặc biệt là con rể luôn luôn thăm hỏi. Mỗi lần mà ví dụ như là mỗi lần mà tối mà nhà em thường thường nhà em tối sẽ có đá banh chung với nhau chỉ như vậy. À. Không rồi anh rể em mà nhắn tin là ba mẹ rất là thích. Thật sự là như vậy, cứ kiểu như là ngoài miệng thì không có nói là không cần, kiểu như là tụi bay nhắn tin cho tao cái kiểu, nhưng mà thực tế ra khi mà nhận được một tin nhắn của con rể hoặc là một cuộc gọi điện thoại thôi là bố mẹ thật sự trong lòng rất là vui. Ờ, anh cũng thích bố vợ vậy á, thích dạ, bố vợ cho, thích xem đã bao nhiêu rồi hay nhà em khá là thoải mái. À. Với một phần nữa là do là anh có uống được một chút cho nên cũng đỡ, tại vì gia đình bố mẹ em và đặc biệt là anh trai của em là cũng uống cũng được lắm. À. Cho nên là em cũng may sao anh cũng uống được một ít, mặc dù là trong profile của em á là em ghi là em cũng không thích là người đó uống rượu bia nhiều, nhưng mà miễn sao không bê tha là được. Rồi, cái điều đấy thì anh không bê tha, anh biết điểm dừng mà mình đủ để trưởng thành để biết khi nào mình dừng. Rồi, còn đấy. Một câu nữa, quan trọng hai người trao đổi, thích con trai thích con gái đầu lòng. Mấy đứa? Đấy. Em cho anh nói trước ạ. À, anh thì bây giờ con cái là do trời ban cho mà. Ừ. Thì anh ước mơ ấy thì anh cũng con trai con gái đầu lòng cũng được. Ừ. Mà với cái thời buổi bây giờ ấy, thì anh nghĩ là nên sinh hai đứa. Ừ. Dù hai gái cũng được, hai trai cũng được, hoặc một trai một gái cũng được đấy. Ừ. Đấy là cho mình đấy. Dạ. Nên là còn đối với em thì như thế nào? Dạ, đối với em thì em cũng chỉ cần dù gái hai trai chỉ hai là đủ, và em nói chung là em dù con đầu là con gái hay con trai em đều gọi là đóng chờ, tại vì thật ra là dù là con gì cũng là con của mình. Đúng rồi. À, nhưng mà em cũng vẫn hy vọng nhiều hơn một tí về con gái, tại vì em thích làm điệu cho đứa con gái đó, đứa con gái của mình. Không rồi, hoặc là khi mà con mình lớn lên sẽ là chăm sóc cho đứa em trai hoặc là đứa em gái sau này của mình. Đúng rồi. Dễ dàng. Vì vậy mà em về đội của anh là hợp lý luôn đấy. Anh rất là thích chị con luôn. Anh rất là quý chị con luôn. Về cũng vậy, về dù bây giờ 26 hay 7 tuổi mà cái ngày mà anh gần bay từ một năm anh chỉ về một lần thôi. Hay về Thanh Hóa một lần, thì cái ngày mà anh gần về quê á thì mấy đứa chị á cũng cứ nôn nao háo hức á vì mình cũng quý mến nó. Đấy, anh cũng chuẩn bị kẹo cái thứ mang về, và anh cũng rất là bây giờ đến hiện tại anh rất là thích chị cô luôn,
Vì mình đi làm về sau một ngày mà cố vợ rồi cố con ở nhà là một cái động lực lớn để mình cố gắng hơn nữa để làm. Nhiều lúc mệt mỏi lắm, cũng một mình thì cũng gọi về gia đình cũng chia sẻ, nhưng mà rồi cũng phải cố vợ cố con đi thì mình có động lực hơn em ạ. Mình để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ các bạn nói chuyện cũng khá lâu rồi nha. Chúng ta có thể cảm nhận được những cái gì mà mình đang mong đợi ở người mà mình đang đi tìm. Nếu thật sự trái tim mình rung động, mình cho ngay cơ hội ở nút bấm đó, bấm ngay và không cần chờ đợi gì cả. Còn nếu không thấy cảm giác rung động không phải là người của mình, không cần bấm. Ông mối ông bị lai tiếng Thanh Hóa luôn rồi đó, không cần. Sau 3 tiếng đến chúng ta quyết định. 1 2 3 hết thời gian rồi, tất cả đều bấm. Chúc mừng các bạn. Bây giờ các bạn hãy nắm tay để chính thức hẹn hò với nhau hả? Bạn trai cảm giác thế nào? Ui, cực kỳ ấm áp luôn. Đúng rồi, một nữ còn lại của em luôn đấy. Còn bạn gái? Dạ, anh rung quá, anh lạnh hết. Anh lạnh hết rồi. Bây giờ nè, ba mẹ của Hiền đang ngồi xem truyền hình đó. Mình nói chuyện người lớn gì chút xíu đi. Con xin chào hai bác ạ. Con hôm nay rất là vui. Và đúng là được một cái duyên được gặp với em Hiền ngày hôm nay. Thì con sẽ luôn luôn cố gắng thành đạt trong công việc, cũng như là yêu thương em Hiền hết lòng để mang lại hạnh phúc cho em Hiền. Con xin cảm ơn. Hiền nói gì với hai bác đi, thấy hai bác bố mẹ của bạn trai Hiền ghê luôn á. Dạ, nhân tiện đây con cũng xin chào hai bác ạ. Và rất là may mắn khi hôm nay con được gặp anh ạ. Và hy vọng trong tương lai gần và tương lai xa, tụi con sẽ được nắm tay nhau và tiến bước xa hơn ạ. Con xin cảm ơn. Rồi, tuyệt vời ha. Chúc hai em hạnh phúc, sẽ sớm thì hiểu nhau, yêu nhau và về chung mái nhà nha.